cạnh tranh quân sự kinh tế, Mỹ Trung sẽ gay gắt thế nào dưới thời ông Biden? Tướng Mỹ nói quân đội phải luôn trực chiến với Trung Quốc. Đây là bản tin đặc biệt cập nhật tin tức quân sự trên kênh FBNC. Vào ngày 26 tháng 1 vừa rồi, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở tại Washington, tổ chức một hội thảo mang tên Dự báo về châu Á năm 2021. Tại đây, các chuyên gia đưa ra cái nhìn về tình hình an ninh và chiến lược ở châu Á trong thời gian sắp tới. Mặc dù niềm tin của các đồng minh châu Á vào Mỹ đã phần nào khôi phục dưới thời chính quyền ông Joe Biden, nhưng các chuyên gia cho rằng Mỹ vẫn phải làm rất nhiều để lấy lại vai trò lãnh đạo trong bối cảnh cán cân quyền lực ngày càng nghiêng về Trung Quốc. Hội thảo năm nay diễn ra trong lúc nước Mỹ vừa có chính quyền mới. Ông Joe Biden được kỳ vọng sẽ ngừng chính sách nước Mỹ trên hết của cựu tổng thống Donald Trump, vốn được cho là dẫn đến vai trò ngày càng suy yếu của Mỹ trong khu vực. Năm nay, liệu vai trò nước Mỹ có giảm và Trung Quốc tăng lên? Các chuyên gia CSIS nhận định, so với 4 năm trước, thì năm nay tình hình địa chính trị khu vực châu Á đã thay đổi nhiều. Ông Jude Balanchet, người đứng đầu chương trình nghiên cứu Trung Quốc của CSIS cho biết, về phía Trung Quốc, họ đang trong giai đoạn bản lề của những sự kiện quan trọng như kỷ niệm 100 năm thành lập đảng cầm quyền vào tháng 7 và đại hội đảng lần thứ 20 vào năm sau, mà rất có thể ông Tập Cận Bình sẽ làm tổng bí thư nhiệm kỳ thứ 3. Ông nói, năm nay thực sự là năm khởi động để ông Tập Cận Bình hướng tới tái đắc cử tại đại hội năm sau. Ông ấy có chặng đường 18 đến 20 tháng để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ. Theo ông Balanchet, thì một trong những ưu tiên của ông Tập là đảm bảo hình ảnh không bị hoen ố. Do đó, ông Tập sẽ cực kỳ nhạy cảm đối với các sự kiện bên ngoài, nhất là trước việc chính quyền ông Biden sẽ đối đầu và đối phó với Trung Quốc như thế nào. Về phía Mỹ, học giả này cho rằng vai trò lãnh đạo khu vực của Washington không còn được mặc nhiên thừa nhận nữa mà nước này phải nỗ lực để giành lại. Ông Balenchet nói tiếp, bước đầu tiên của chúng ta là tăng cường sự hiện diện, bước thứ hai là giành lại thế lãnh đạo. Mỹ nên đối mặt với thực tế là cán cân quyền lực đã thay đổi với sự trỗi dậy của các nước khác. Cũng theo chuyên gia này, năm vừa qua, với thành tích chống COVID-19 tệ hại của Mỹ và mới đây là vụ bạo loạn tấn công điện Capitol khi Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu cử Tổng thống, càng củng cố sự tin tưởng ở Bắc Kinh rằng Mỹ đang thoái trào. Ông nói, năm vừa qua là bằng chứng để Trung Quốc cho rằng hệ thống chính trị của họ ưu việt hơn Mỹ không chỉ về mặt biểu tượng mà còn về thực chất và họ đang trải qua hai thập niên phất lên trong khi nước Mỹ đang trong quá trình suy thoái, chậm kéo dài khỏi vị thế bá chủ, Trung Quốc đang tiến vào trung tâm thế giới. Do đó, ông Balenchet cho rằng thế giới sẽ chứng kiến một kiểu hành vi nhất quán mới của Trung Quốc và sức mạnh của Bắc Kinh sẽ khiến họ phạm những sai lầm ngớ ngẩn, chẳng hạn như việc trừng phạt 20 quan chức của chính quyền ông Trump không giúp ích được gì trong Trung Quốc mà chỉ chọc giận chính quyền ông Joe Biden. Ông Balencet giải thích trong bối cảnh này, nước Mỹ cần phải tái xem xét lại vai trò của mình trên thế giới và thực hiện việc ủy nhiệm giữa các nền dân chủ. Đây là chỗ mà các đồng minh và đối tác trở nên hết sức quan trọng đối với Mỹ, bởi vì nước Mỹ không còn khả năng có sự hiện diện an ninh đón đầu như trước nữa. Ông Michael G. Green, phó chủ tịch chương trình nghiên cứu châu Á của CSIS, cũng nhấn mạnh cần thiết phải phối hợp với các đồng minh, nhất là trong những vấn đề toàn cầu như chống biến đổi khí hậu và xây dựng dân chủ. Ông chỉ ra, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Trung Mỹ Washington sẽ gặp khó nếu muốn thúc đẩy dân chủ ở những nước như Thái Lan và Philippines, vốn là những đồng minh có hiệp ước với Mỹ, nhưng những năm qua có bước thụt lùi về dân chủ và đang đi về phía quỹ đạo của Bắc Kinh. Do đó, ông cho rằng trên vấn đề này, Mỹ cần sự chung tay của các đồng minh trong khu vực như Hàn Quốc, một nền dân chủ được các nước Đông Nam Á kính trọng, và Indonesia, nền dân chủ lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Theo ông Victor Cha, cố vấn cao cấp và là chủ tịch chương trình nghiên cứu bán đảo Triều Tiên của CSIS, Mối quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn dưới thời ông Donald Trump đã trở nên sóng gió với việc Washington đòi Seoul chia sẻ gánh nặng tài chính và tranh chấp thương mại giữa hai nước. Do đó, với việc chính quyền Biden lên nắm quyền, nước Mỹ có cơ hội củng cố lại quan hệ đồng minh, nhất là với Nhật và Hàn Quốc. Theo lời ông, Mỹ cần bỏ qua việc chia sẻ gánh nặng và thay vào đó là tập trung vào những thách thức lớn hơn mà họ đối mặt như kiểm soát và chỉ huy và xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa tích hợp chung ở Đông Bắc Á. Bà Sumi Terry Chuyên gia cao cấp của chương trình nghiên cứu bán đảo Triều Tiên nhận định rằng các nước đồng minh châu Á của Mỹ có cảm giác được chấn an với việc chính quyền ông Biden bổ nhiệm những nhân vật như Anthony Blinken, Rex Sullivan và Kurt Campbell vào nội các phụ trách an ninh đối ngoại. Bà nói mặc dù chính quyền Biden có khởi đầu tốt nhưng tôi cho rằng phải mất hơn vài tháng thì lòng tin vào sự lãnh đạo của Mỹ mới phục hồi nếu ông Biden nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh uy tín của Mỹ sẽ sớm có lại. Tuy nhiên, bà cũng bày tỏ quan ngại về tàn dư của chủ nghĩa dân túy ở Mỹ. Bà nói: "Sau 4 năm dưới thời ông Trump, tôi nghĩ sẽ khó mà loại bỏ quan ngại về chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa biệt lập ở Mỹ." Một điểm nhấn khác ở châu Á là Biển Đông sẽ ra sao trong năm 2021. Bà Bonnie Glaser, giám đốc dự án sức mạnh Trung Quốc của CSIS chỉ ra, Đài Loan và Biển Đông sẽ là hai điểm nóng trong quan hệ Mỹ Trung trong năm 2021 và cả xa hơn. Bà cho rằng hai vấn đề này, chính quyền ông Joe Biden và ông Tập Cận Bình sẽ tỏ ra cương quyết. Đối với ông Tập, đây là những điều quan trọng trong khi ông bắt đầu chiến dịch tái đắc cử nhiệm kỳ 3. Bà nhắc tới nhóm tàu sân bay Theodore Roosevelt của Mỹ đã tiến vào Biển Đông và chiến đấu cơ của Mỹ đã có mặt ở khu vực trong những ngày qua. Bà cho rằng việc triển khai này sẽ là hoạt động thường xuyên của Mỹ, cùng với việc Trung Quốc bố trí quân gần eo biển Đài Loan và trên Biển Đông, nguy cơ va chạm giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng cao. Theo dự đoán của bà, trước mắt ông Tập sẽ không dùng vũ lực để thống nhất với Đài Loan mà sẽ áp đặt hậu quả lên chính quyền của bà Thái Anh Văn để răn đe bà Thái đừng có các động thái đòi độc lập. Về việc mới đây Trung Quốc cho phép lực lượng hải cảnh của họ quyền nổ súng ở các vùng biển có tranh chấp, bà Glasser đánh giá điều này đã được thực hiện ở nhiều nước nhưng vấn đề là Bắc Kinh sẽ thực hiện nó như thế nào. Nếu nhìn vào cách hành xử lâu nay của Bắc Kinh trên biển Đông, bà dự đoán trong thời gian tới họ sẽ tăng cường các hành động cưỡng ép bằng các tàu hải cảnh và sẽ đưa ra thêm nhiều tàu hải cảnh lớn hơn và có năng lực hơn. Do đó, khả năng của họ trong việc kiểm soát hoạt động các nước khác trong vùng đặc quyền kinh tế trồng lấn với đường chín đoạn sẽ tăng. Bà khuyến cáo chính quyền của ông Biden không chỉ dừng ở việc thực hiện các chuyến tuần tra vì tự do hàng hải trên Biển Đông như dưới chính quyền ông Trump mà còn phải mở rộng lên án các hoạt động cưỡng ép của Bắc Kinh đối với các nước khác về khai thác dầu khí và nguồn lợi thủy sản. Bà nói, nếu chính quyền Biden không làm điều này, tôi nghĩ rằng lòng tin của một số quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam và Philippines, sẽ suy giảm. Họ tin rằng chỉ đảm bảo tự do hàng hải không thôi sẽ không đủ bảo vệ lợi ích của họ. Dưới thời ông Trump, Bắc Kinh đã tăng cường dọa dẫm và bắt nạt các nước quanh Biển Đông về các hành động thăm dò và khai thác dầu khí, điển hình như vụ đối đầu kéo dài giữa Trung Quốc và Việt Nam quanh bãi tư chính hồi năm 2019. Chuyên gia này cũng khuyến nghị, chính quyền ông Biden nên có hành động để đuổi kịp Bắc Kinh về ngoại giao trong khu vực. Bản thân ông Trump đã bỏ qua một số hội nghị thượng đỉnh khu vực như thượng đỉnh ASEAN, thượng đỉnh Đông Á, thượng đỉnh APEC điều này tạo ra khoảng trống để Bắc Kinh chiếm thế thượng phong. Bà nói chính quyền Biden nên bắt đầu cho thấy việc tham gia các hội nghị ASEAN và các hội nghị liên quan luôn quan trọng. Chính quyền Trump đã không làm tốt việc này ngay cả khi hội nghị được tổ chức trực tuyến. Bà cho biết nhiều nước trong khu vực không chỉ muốn Mỹ đến tham dự hội nghị mà còn lắng nghe để hiểu ưu tiên của họ là gì. Còn ông Ray Polipoling, giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á của CSIS, đề xuất chính quyền Biden nên lôi kéo các đồng minh châu Âu cùng gia tăng sức ép kinh tế ngoại giao lên Bắc Kinh trước các hành động hung hăng trên biển Đông, ông cho rằng đây là một phần rất quan trọng trong nỗ lực của Mỹ. Một vấn đề quan trọng nữa mà Mỹ phải làm cũng theo lời ông Pauling là sửa chữa mối quan hệ quân sự với Philippines. Chính quyền của tổng thống Rodrigo Duterte hồi năm ngoái đã đơn phương hủy bỏ hiệp định cho lực lượng Mỹ đến đồn trú. Việc này đã vô hiệu hóa thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường được ký kết trong khuôn khổ chiến lược xoay trục của cựu tổng thống Barack Obama. Theo phân tích của ông, thì Philippines là nơi duy nhất trên biển Đông, Mỹ có thể đặt một lực lượng luân phiền để răn đe và chống lại các hành vi cưỡng bức của Trung Quốc. Ông nhấn mạnh, tên lửa hành trình của Mỹ không thể nào bắn tới Trường Sa từ đảo Okinawa hay Guam, cho nên Mỹ phải tìm cách có sự hiện diện ở Philippines. Ngoài ra, Mỹ nên cân nhắc sớm bổ nhiệm đại sứ ở ASEAN. Cũng theo ông Pauling, khu vực Đông Nam Á đã chán ngán với việc suốt 4 năm qua nghe các quan chức Mỹ nói rằng chiến lược châu Á với họ là quan trọng nhưng lại không bổ nhiệm đại sứ đến khu vực. Và khi Mỹ trở lại khu vực, Mỹ không nên chỉ đem đến những thông điệp tiêu cực về Trung Quốc, mà còn phải có chương trình nghị sự tích cực như ngoại giao vaccine, phục hồi kinh tế, trao đổi thương mại. Điều này giúp cho các nước châu Á dễ ngả về phía Mỹ hơn khi không phải chịu nhiều áp lực chọn phe. Đối đầu Mỹ-Trung hiện nay, nhất là về vấn đề Đài Loan và Biển Đông, làm nhiều người nhớ lại hồi cuối năm 2020 vừa qua. Tướng Kenneth Winbeck, tư lệnh không quân khu vực Thái Bình Dương của quân đội Mỹ yêu cầu các đơn vị thuộc quyền chỉ huy của ông phải sẵn sàng cho cuộc chiến với Trung Quốc. Những lý do ông đưa ra đến nay vẫn được nhiều bên tham gia nghiên cứu. Theo tướng Winback, Trung Quốc đang gây hỗn loạn trong khu vực với hàng loạt hành động sai trái, đàn áp tiến trình đòi dân chủ ở Hồng Kông, gây hấn với Ấn Độ ở biên giới Ấn Trung, quân sự hóa Biển Đông, thường xuyên diễu võ dương ngoài và coi thường luật pháp quốc tế. Đó cũng chính là thách thức lớn nhất trong khu vực Thái Bình Dương mà quân đội Mỹ phải đối mặt đã có khá nhiều viên chức ngoại giao và quốc phòng của Mỹ bày tỏ sự lo ngại, lên án các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, tướng Winbeck là một trong số rất ít những quân nhân cao cấp dành thời gian giải thích cặn kẽ với quân nhân Mỹ dưới quyền rằng tại sao sự hiện diện của Trung Quốc ở Biển Đông lại là một thách thức của cả Mỹ lẫn đồng minh. Ông nói, Trung Quốc vào rằng, theo lịch sử thì Biển Đông và Biển Hoa Đông là của Trung Quốc, kể cả khi một hội đồng của Liên Hợp Quốc là tòa trọng tài, thường trực, đối với Công ước về luật biển, bác bỏ yêu sách này vào năm 2016. Trung Quốc đã bồi đắp, tạo ra các đảo mới ở Biển Đông và tiếp tục theo hướng đó, vì khăng khăng cho rằng vùng biển này là của Trung Quốc. Đó là yêu sách sai trái, một kiểu xét lại lịch sử. Trung Quốc còn tiếp tục đe dọa chiến hạm, chiến đấu cơ của Mỹ, ra lệnh cho các phương tiện quân sự của Mỹ phải tránh xa hải phận quốc tế, không phận quốc tế với lý do những khu vực ấy của Trung Quốc. Tất cả những hành động sai trái này không chỉ khiến chúng ta lo lắng mà còn khiến cho các đồng minh, đối tác của chúng ta ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cảm thấy bất an vì các bên luôn tìm cách tạo dựng một khu vực cởi mở, biển mở, bầu trời mở, thương mại mở và tự do lưu thông phù hợp với luật pháp quốc tế. Khu vực Thái Bình Dương liên quan đến lợi ích của các bên nên sự hợp tác, phối hợp với quân đội các quốc gia trong khu vực được tướng Winback xác định là yếu tố cốt lõi để tăng khả năng tương tác với quân đội Mỹ. Điều này còn được dùng để diễn đạt khả năng quân đội của một quốc gia sử dụng các phương pháp huấn luyện và thiết bị quân sự của một quốc gia khác. Tướng Winback trích dẫn sự hợp tác như các cuộc tập trận giữa quân đội Mỹ với lực lượng phòng vệ Nhật Bản, Hải quân Úc và nói thêm, điều này sẽ buộc đối thủ của chúng ta phải cân nhắc nếu họ muốn gây hấn. Về ngắn hạn, đó là một hình thức răn đe. Khi xung đột bùng phát, việc chúng ta sát cánh với các đối tác sẽ giúp gia tăng đáng kể sức mạnh quân sự và sẽ tốt hơn nhiều so với việc để họ đơn độc. Giải thích về tình trạng căng thẳng kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc, tướng Winback nhấn mạnh, chúng ta chấp nhận thách thức và cạnh tranh với Trung Quốc theo chiến lược quốc phòng của quốc gia nhưng phải luôn sẵn sàng cho trường hợp được lệnh tối nay xuất trận. Những nội dung trên không phải là phát biểu trong một cuộc họp báo hay phỏng vấn, tướng Nguyên Bách nói trong một cuộc họp với toàn bộ quân nhân thuộc Bộ Chỉ huy Không quân khu vực Thái Bình Dương hôm 6 tháng 11 năm 2020. Cũng trong cuộc họp, sau tướng Nguyên Bách, Thượng sĩ David Wolf lưu ý các sĩ quan và binh sĩ rằng chúng ta phải làm mọi cách để chứng tỏ các quyết định khác nhau có hiệu quả với đối thủ của chúng ta ở Thái Bình Dương, khiến họ phải trì hoãn việc đạt đến mục tiêu của mình. Đó là công việc hàng ngày của chúng ta, chúng ta phải nhận ra chúng ta đang ở trong một cuộc xung đột. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin mới nhất liên quan đến tình hình quân sự các bản tin tiếp theo, mời quý vị đón xem.